Hello anh em, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một vlog khác nữa rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ có một món đồ khá là hay ho. Y chang cho tựa đề thôi, mình biết là các bạn sẽ biết thấy nó từ tựa đề biết đó là có cái gì rồi. Nhưng mà chúng ta thêm một cái phần thú vị chút xíu. Đây là một con túi limited edition và chỉ có một cái duy nhất trên cõi đời này thôi. Tại vì phiên bản này có sản xuất ra dành cho công ty cũ của mình. Là màu xanh dương, màu đặc trưng của brand của công ty mình. Nhưng mà bằng cách nào đó có một cái bảng màu đen như thế này và phía bên brand tặng rồi mình sở hữu được nó rồi các bạn, hay chưa? Duy nhất trên thế giới luôn, chỉ có một con này thôi nha, chỉ có một bảng màu đen này thôi. Rồi đi vào vấn đề chính nè, cái mình muốn show của ngày hôm nay á là cái này cơ. Đây chính là máy in Kodak B210R, vâng, vẫn là cái logo Kodak ở đây. Nhưng mà như mình có đã từng làm một cái clip trước đây mình nói á, thì cái logo Kodak này á, nó không nói rằng là do chính hãng Kodak sản xuất mà là một hãng trả phí để sử dụng thương hiệu Kodak và sản xuất là sản phẩm này. Thì tất nhiên là những cái sản phẩm mà liên quan tới in ấn rồi hình ảnh mà cái kiểu mà có thêm cái mác Kodak vô nó tính hơn rất là nhiều, đúng không? Và cái này mình nói như vậy là chỉ để phân tích chút xíu thôi, chứ Kodak thực sự là không mạnh trong mảng mảng mà làm cái này nha. Kodak thực sự của đất cóc nha. Nhưng mà không có nghĩa là mình chê thiết bị này. Và thiết bị này khá là hay ho để chúng ta cùng nói chuyện á. Thiết kế này đơn giản, bề ngoài nó chỉ có như đây thôi các bạn. Hôm bữa mình đi show xong, cái Phú chạy lại đưa mình cái máy in này, kêu mình xách về review đi. Thì cái máy in này Phú bảo là mua 3 triệu mấy á. Mình quên mất tìm hiểu cái giá của từng cái tấm ảnh, tấm phim trong này bao nhiêu. Cái này nó giống như là một cái máy in Instax vậy á. Các bạn xài những con Instax của Fujifilm thì chắc biết rồi đúng không? Thì hình như bên Instax là tới 200 mấy, 100 mấy, 200 mấy cho 10 tấm á, nên kiểu như chia ra đâu đó tầm cỡ mười mấy ngàn cho một tấm hình in ra. Thì cái này cũng cỡ cỡ vậy sao các bạn? Để mình tìm hiểu lại coi cái giấy in nó là bao nhiêu. Mới đưa cho mình luôn. Hoàn toàn không có xem clip hướng dẫn hay đọc hướng dẫn gì hết, đưa mình mọi cái máy này thôi. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn coi, mà con này sử dụng cực kỳ dễ luôn các bạn. Siêu dễ luôn, mình nghĩ là ai cũng có thể làm quen được. Mình vừa kiểm tra rồi, theo như ở trên sàn S á, có ghi là một cái hộp phim 30 tấm phim cho cái máy này là 250. Có nghĩa là nó vẫn rẻ hơn giá tiền của một cuộn phim các bạn. Bây giờ một cuộn phim 36 tấm tính luôn cái tiền chán thì tầm 300 mấy, 400. Trong khi cái này 250 mình được tới 30 tấm luôn. Lợi nhiều phim ha. Mình nói là lợi về chi phí giá tiền thôi chứ không nói về cảm giác màu sắc khác nhau nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nó kiểu siêu dễ luôn. Ở đây chỉ có một nút nguồn thôi đúng không? À, thực ra phía bên đây là cái ngăn ngăn mở lắp phim bên đây nè, nói chung mình cũng không quan tâm lắm. Nè, mở này ra để bỏ cái phim đó vào. Không quan tâm lắm, nhiều quan tâm cách sử dụng thôi. Ở đây có một cái nút nguồn, mình đè nó lên để nó mở. Đến khi nào nó nhấp nháy đèn tức là nó on á. Ủa, tay mình che mất cái đèn, sau đây cái đèn nằm ở dưới nè. Bạn nghe được tiếng đúng không? Rồi, mình hoàn toàn không hề biết cách sử dụng cái này luôn, tại vì Phú thầy cho mình sử dụng mà. Cái mình nghĩ là ok, mình sẽ vô App Store. Mình đang xài iPhone nha, các bạn xài Android thì có thể thử vô cái CF Play tìm kiếm thử ha. Mình chỉ đơn giản lắm, mình vô bằng search, mình gõ chữ Kodak như thế này, tìm Kodak như thế này ha. Xong cái mình vừa xuống cái là mình thấy rõ luôn, nó có một cái app tên là Kodak Printer ở đây nè. Nó chỉ cỡ top 1, top 2 tìm kiếm thôi à. Rồi đó, là cái app mà mình đã tải rồi nha. Mình hoàn toàn không chắc là cái app này luôn, nhưng mình nghĩ là ở đây của Dark Winter các bạn hợp như này đó. Xong cũng tải về thử các bạn. Đúng thiệt, đúng là app đó luôn á. Nói chung là hay ăn may nói chuyện này lắm. Rồi, giao diện kiểu super basic luôn. Đó, không có gì đặc biệt ha. Nhưng mà khi mà có tải app rồi á, thì việc đầu tiên của mình á là mình sẽ mở Bluetooth, kết nối Bluetooth vô cái con máy này. Mình sẽ vô Bluetooth nè, tìm kiếm cái sự kết nối của nó. Tên của con này á, nó là Kodak Instant C8F1. Ở dòng thứ hai nữa, bạn thấy không? Kodak Instant C8F1. Rồi, khi mà đã kết nối rồi ha, tại vì đã kết nối từ trước nên là thừa nhận luôn rồi, chứ không phải sẽ nằm hiển thị những cái mới cái kết nối dưới này ha. Rồi, mình đã kết nối rồi đó. Giờ mình vô cái giao diện của app. Vô giao diện của app thôi. Xong mình chọn một tấm hình. Chết rồi, giờ tới cái đoạn chọn hình cái thấy không có gì khó hơn việc ngồi chọn hình các bạn ơi. Tại vì
bạn không nhất thiết phải chọn những tấm hình bạn chụp ở điện thoại ha, có thể chụp từ máy ảnh xong rồi chép qua điện thoại, từ đó là tải về ha. Chết rồi, nhiều hình quá, biết chọn hình nào. Ây da, tự nhiên chưa tính tới trường hợp này ha, mình có quá nhiều hình mà mình không chọn từ trước. Giống như kiểu mà bạn tạo một cái tài khoản game, các bạn phải ngồi suy nghĩ xem nên đặt tên nhân vật là gì á. Oh my god, một tấm hình nào đó xứng đáng đi. Tấm hình mặt mình vậy. Mặt mình thì uổng quá. Cảnh Đà Lạt đi ha. Sorry, mình đang hơi mất thời gian để chọn hình một tí, nhưng mà mình có nhiều tấm hình đẹp lắm các bạn. Chỉ là mình phân vân không biết phải chọn tấm hình nào thôi. Hình này, hình này, hình này. Hình này đẹp quá. Hình nào bây giờ? Trời ơi. Chờ mình tí xíu nha. Sắp xong rồi. Chờ mình nghĩ chắc mình phải cắt nguyên một cái đoạn rất là dài và mình ngồi lựa hình như thế này luôn á. Oh my god. Hình nào đây? Hình bầu trời của Đà Lạt đi ha. Tại vì hình bầu trời thì mình còn có nhiều cái để so sánh đi. Nhưng mà hình bầu trời, mình cũng nhiều loại hình bầu trời á các bạn ơi, chết rồi. Thật sự rất là khó để lựa chọn. Clip mình đang lại hướng dẫn chỉ có 2-3 phút thôi, nhưng mà xem cái mình ngồi lựa hình cái mất chắc nửa tiếng các bạn. Xin lỗi vì sự bất tiện này nha. Hình nào cho xứng đáng ha. Tại vì nói chung là mỗi tấm phim nó cũng không có rẻ, nên mình phải cân nhắc thiệt là kỹ. Trời ơi, từ từ, hình như là ở đâu đây được nè. Mình biết rồi, có phần tấm rất là đẹp. Rồi, khi mà đã chọn cái tấm hình đúng không, xong cái mình nhấn vào cái nút giữa dưới này nè, Edit and Print, là mình sẽ được canh chỉnh lại một tí, là canh chỉnh zoom méo tròn làm sao đó cho nó vừa cái khung của cái tấm hình của tấm phim đó, nó show cho mình coi. Mình lựa tấm này á là tại vì mình phải đi sâu trong rừng rất là lâu và phải tìm kiếm cuối cùng cũng tới được chỗ này. Xong tới nơi thì quán đóng cửa, nhưng mà nhìn qua cái gương phản chiếu á là một bầu trời đầy mây luôn. Cho nên là mình xíu tiếc cái tấm này. Ok, chọn rồi, sau đó mình chọn nhấn print ha. Tại vì cái này thực ra có nhiều option để chỉnh lại màu, canh chỉnh góc lắm. Nhưng mà mình thấy ok rồi, mình chỉ cần nhấn nút ở giữa để print thôi. Đó. Nè, nó sẽ chạy cái phần hình tròn ở đây. Nó chạy hết cái hình tròn đó. Đó, kết nối với con máy ha. Nghe tiếng không? Và lưu ý ở trên này có bảo rằng á, các bạn không được chạm vào cái tấm phim nào khi đang chạy ra nha. Nó chạy ra lần đầu là nó mới phim chạy ra chạy vô thôi. Đầu tiên nó chỉ apply cái lớp màu vàng trước nè, xong nó lại chạy ra tiếp, nó apply cái lớp màu tiếp theo, và chúng ta sẽ có màu đỏ. Thật ra không hẳn là màu đỏ nữa, magenta. Xong tới màu cyan. Nhạc hơi đáng sợ ha, nhưng mà hoàn toàn bình thường nha. Cuối cùng là màu K, là màu black nè. Laminating. Và nó báo là đã complete rồi. Thì lúc này mình có thể lấy tấm hình ra được rồi ha. Đây là tấm hình là cái số trên máy, còn đây là tấm hình in ra. Bạn nhìn màu sắc có sự khác biệt gì không? Khác biệt đáng kể không? Theo mình thấy thì không khác gì đáng, không khác gì luôn các bạn. Chỉ khác về cái độ sáng thôi. Nhìn nè, kiểu như là nhìn như màn hình của mình nó sáng hơn vậy, chứ về màu sắc với lại nó giống y chang luôn, không khác gì mấy. Đó. Bạn nghĩ sao? Bác lại ha. Giao diện app này nó dễ sử dụng lắm bạn. Nó chỉ có một cái ở trên góc này indicate là đang kết nối Bluetooth, còn bên đây là cái phần jump pin của cái máy in. Hết rồi.
giao diện app đúng kiểu user friendly luôn, và chúng ta có một cái tấm hình trong loanh quanh đâu đó 15 đến 30 giây để in ra. Với con máy này á, nãy các bạn để ý á, là nó chạy ra chạy vô như vậy á, là nó đang chạy theo đúng những cái bảng màu in ấn luôn. Như các bạn biết là những màu kỹ thuật số chúng ta thường phải sử dụng là RGB đúng không? Red, green và blue. Thì màu in ấn trên thực tế là màu CYMK cơ. Tại vì sao? Những cái màu in ấn á, màu digital á, thực tế nhiều khi không có được chính xác cái màu đó. Nên chúng ta có một cái màu in ấn riêng, đó là CYMK mới làm được những màu sắc như vậy. Thì CYMK là viết tắt của màu cyan nè, yellow nè, magenta và black. Bốn cái màu thứ nguyên đó nó sẽ làm nên được một tấm hình nhiều màu như thế này ha. Thành ra nó sẽ chạy theo từng lớp các bạn. Nó chạy vô một lần, cái lần đầu tiên nó lòi ra ha, xong nó chạy vô, nó chạy từng màu, nó phết một cái lớp đầu tiên là lớp màu, xong rồi lớp màu hai, thứ ba, rồi đủ bốn lớp màu là chúng ta sẽ có tổng hợp được một tấm hình màu sắc như thế này. Đó là vật lý thuyết rồi các bạn. Nếu có xài các bạn cứ comment phía dưới chỉnh sửa mình ha. Hay ha. Các bạn chỉ cần lưu ý là khi mà lúc mà nó chạy ra chạy vô vậy á, thì lưu ý là không chạm tay vô tấm phim đó, để nó chạy ra chạy vô nó còn sơn màu, tô màu mấy lần nữa, đụng vô cái lệch cái hư hỏng này rồi tùm lum á, không ok lắm đâu nha. Vui ha, chúng ta đã có một cái tấm hình in này nọ nè, đẹp lắm này. Cái này nó có nhiều size lắm á, mình quên mất coi cái size nó là bao nhiêu rồi. 86x54 hả? Có cả khung để mình chọn nữa. Nó là 2.1x3.4 inch. Ở phía sau thì có cái giấy ghi là Kodak printer ha, film printer. Cũng vui ha. Với cái giá tiền mà 3 triệu mấy thì nó là cũng hơi cao so với giá tiền của một máy in ha, nhưng mà với là mỗi anh cầm tay thì và phim rẻ thì mình thấy ngon á. Tất ra nó vẫn còn đẹp hơn và đáng tiền hơn so với Instax. Tại vì về màu sắc thì nãy giờ mình vẫn thấy ưng nè, vẫn thấy rất là ổn nè. Cái đồ nhỏ gọn thì nhỏ bằng cái iPhone thôi mà nhẹ nha. Khui nhựa hoàn toàn. Đợi tắt nè, rồi ok tắt rồi đó. Mini 2 Retro. Cái này hay á, chơi trò mà chụp ra xong rồi tặng phim, tặng hình cho khách lúc mà ngay trong ngày tiệc luôn thì cũng ok á. Hôm trước thì Ân có đưa cho mình cái con Instax, cũng máy in nhưng mà Instax Evo gì á, cũng để nó máy in luôn, cũng hay ho, nhưng mà mình chưa kịp test, mình giữ mà mình chưa có nghịch với test gì hết á, tiếc ghê. Bây giờ tự nhiên có Kodak này thì để tiện đánh giá luôn. Nhưng mà mình lưu ý á, là nó bằng nhựa khá là nhẹ, nhưng mà nó đều là không hiểu sao cái mặt phía trước này để sao nó chạy quá trời luôn, gần như bỏ trong ba lô trong túi á, các bạn thấy được không ta? Đó, dưới sáng nãy nghiêng thấy sao chạy khá là nhiều ha. Cho nên là nếu được thì nên mua một cái ốp gì đó bao vệ cho nó đi ha. Và một điểm trừ của này á là mặc dù 2024 rồi nhưng mà cái cổng sạc của nó đó là cổng micro USB nha, chứ không phải là Type-C. Cho nên là nó không có được phổ biến như là những cái cáp có sẵn trong nhà. Các bạn vẫn còn xài cáp micro USB á thì sạc được. Tất nhiên là mua nó sẽ kèm theo cáp sạc rồi, nhưng mà kiểu như là nó bất tiện á. Nhiều khi cái phải đi nhiều khi lúc cần để quên cái kiếm cái học mai có nữa thì buồn ha. Type-C thì nó kiểu nó phổ biến hơn. Ok, chúng ta chỉ có show ra sơ vậy thôi. Các bạn cảm thấy thế nào ha? Có đáng để mua không? Cái gì comment mà giữ cho mình biết. Các bạn đã xem clip này. Quên nói thêm cái chuyện này ha. Là nếu các bạn để ý thì mình hay đổi ốp lưng trên điện thoại của mình. Thực ra cũng không có nhiều đâu, quanh đi quanh lại có một hai cái à. Nhưng mà chủ yếu là mình hay đổi cái contact ở phía sau của cái ốp lưng của mình. Mình sử dụng một cái ốp lưng trong suốt. Xong rồi để những cái sticker hay cái gì đó, hoặc cái hình này cũng là cái hình in khác nha, một cái hình in khác mình để phía sau là mình ốp lên thôi, chứ không phải là dán hay gì hết á, mà nhìn nó vui đó bạn, giống như là mình có thể đổi gu cũng như đổi màn hình nền vậy á. Thì cái này cũng vậy, cái size in của cái tấm hình này á nó vừa khít với cái ốp lưng của mình luôn bạn. Cho nên là ví dụ mà mình thấy tấm hình là ưng ok, cái mình cứ gỡ ra xong cái mình để lên cái phía sau ốp này nay lại, chúng ta có một cái tấm hình mới và mình có thể đổi liên tục luôn theo mấy cái in này. Đã không? Vui ha, cái này cũng kiểu tuyệt vời thiệt chứ. Nói chung là một cái trick nhỏ nhỏ bổ sung thêm thôi. Cảm ơn đã xem clip này.